Rạng sáng ngày 13 tháng 7, thông tin Trấn Thành bất ngờ cầu hôn Harry Won là một trong những tin được mọi người quan tâm và tìm đọc nhiều nhất. Với tâm trạng vui vẻ và ngập tràn hạnh phúc, nữ ca sĩ cũng chính thức giới thiệu MV Anh Cứ Đi Đi, đáp lại tình cảm của khán giả trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho bản audio. Mới đây trên trang cá nhân của chàng rapper Tiến Đạt vừa chia sẻ đường link MV cùng lời chúc mừng. Nam ca sĩ cũng hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Harry Won trong cuộc sống cũng như sự nghiệp âm nhạc cô đang theo đuổi. Việc làm của Tiến Đạt nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Đây được xem là động thái đầu tiên sau khi Harry Won được Trấn Thành cầu hôn. Dù cả hai đã chia tay nhau và có cuộc sống riêng, nhưng Tiến Đạt và Harry vẫn dành cho nhau tình cảm đặc biệt như anh em trong gia đình. Chia sẻ của Tiến Đạt nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, nhiều người khen ngợi hành động chuẩn soái ca của nam ca sĩ. Có thể thấy, sau khi kết thúc mối tình 9 năm, giữa Harry Won và Đinh Tiến Đạt vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết. Cả hai luôn quan tâm, âm thầm theo dõi từng bước phát triển trong sự nghiệp nghệ thuật. Nhiều khán giả dành lời khen vì không phải ai cũng có thể sau khi chia tay vẫn có cái nhìn lạc quan và trân trọng như Tiến Đạt lẫn Harry Won. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.